Xin kính chào các cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay là chiều thứ bảy sau khi một ngày làm việc về nhà. Hôm nay Dung sẽ làm một bữa cơm để đãi cho các thành viên trong gia đình. Ai cũng thèm cơm gà hết á, nên Dung sẽ làm cái món cơm gà. Mời mọi người vào bếp với Dung nha. Gà của người nghiệp dư nấu. Đây, nãy đi vô chợ mua một con gà. Con gà này là con gà trống, to lắm luôn. Nấu cơm gà thì đầu tiên mình cần một con gà. Và mình rửa sạch. To ơi là to luôn á các bạn. Rửa sạch con gà ha. Mình sẽ cắt cái chân nó để cho gọn. Cái nồi, bỏ vô nồi cho nó gọn. Món gà thì mình cần phải có rau răm nè. Còn mình có thể mình ăn với lại những cái cà rốt hoặc là củ cải trắng làm chua. Hoặc là nói chung mỗi người mỗi ý. Cái này Dung không có chủ đích là Dung làm theo cái trong tủ lạnh có sẵn thôi. Cho nên nhà có cái gì làm cái đó. Nấu cơm gà thì cũng có mấy cách nấu. Có thể mình lấy cái mỡ gà mình bỏ vô cơm. Còn đây Dung á, là Dung nấu luộc con gà trước, sau đó mình lấy nước mình lấy nước luộc gà mình nấu cơm. Hoặc là mình lấy mỡ gà mình bỏ vô nồi cơm cũng được, nhưng mà mình lấy nước luộc gà mình nấu cơm thì nó ngon hơn. Giờ mình bỏ vô cái nồi mình luộc. Thì trong cái nồi luộc gà mình cho chừng một muỗng chút xíu bột nêm thôi, để cho nó ngấm vô con gà cho nó ngon. Mình cho 2 miếng gừng luộc cho cái thịt gà nó thơm. Rồi như vậy thôi các bạn, mình chỉ cho chút xíu bột nêm và gừng thôi, rồi cứ thế mình luộc cái con gà. Rồi tí nữa mình lấy nước á, mình nấu cơm. Trong cái mình lấy cái nước mà mình nấu cơm á, thì mình cho chút xíu nghệ vô để cho cái màu cơm nó đẹp á. Nước mắm á, thì Dung lấy một chén đường đầy, nửa chén nước mắm và nửa chén nước. Mình ngoáy á, cho cái đường nó tan rồi để cái lửa nhỏ liu riu á. Chứ không thôi là nó sôi, nó bùng lên là nó trào ra ngoài các bạn. Cái này là giấm với đường với nước, với có nước mắm chút xíu nữa. Cái này mình ngâm giống như là muối sỏi á, để tí mình ăn với lại cơm á, cho nó ngon, cho nó dậy vị. Ăn kèm rất là ngon. Thì mình dùng hành tím với lại bắp cải với lại cà rốt tỉa hoa cho nó đều đều một chút. Mình ngâm khoảng 1 tiếng đồng hồ là mình ăn. Lát nữa nó ngấm giấm chua cái là nó xèo xuống. Cái này mình ấy theo cái vị của nhà mình ăn á, là chua chua ngọt ngọt rồi chút xíu nước mắm mà. Cái nước nó rất là lợt nè, chút xíu nước mắm thôi, nhưng mà vị ngọt và vị chua nhiều hơn. Tí nữa là nó xèo xuống ha. Rồi sau đó mình trộn với lại rau răm á, ăn rất là dậy mùi, ngon lắm. Nước mắm này nó sôi rồi nè, đó, nó kẹo kẹo rồi đó. Nước mắm càng kẹo thì càng ngon ha. Mình muốn làm nước mắm kẹo thì mình cho nhiều đường thôi. Hai phần đường, một phần nước mắm, một phần nước là nó kẹo. Giờ nước mắm sôi mình để qua một bên. Gà nè,
mình đâm đâm cho nó chín đều hết luôn. Giờ mình vo gạo rồi mình bắt đầu mình nấu cái nồi cơm cơm gà. Sau khi gạo mình vo rồi, giờ mình múc nước mình bỏ vô mình nấu cơm. Thì mình lấy cái ván ở trên đó, mình lấy hết cái màu vàng, chủ yếu là mình cần cái mỡ béo của gà để mình nấu cơm. Nấu món này hơi lít kích một chút nhưng mà ăn ngon miệng. Lâu lâu làm, lúc nào có thời gian thì làm. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày mai là ngày nghỉ làm cho nên mới nấu. Gạo này thì nó không có hao nước nhiều. Mình nghĩ chắc được rồi đó. Rồi mình cho chút xíu nghệ vô nữa, cho cái màu nó đẹp lên, nó vàng lên. Rồi giờ mình bỏ qua mình nấu. Rồi cơm chín rồi nè. Ôi ngon quá, thơm thơm ngon, thơm ngon quá mọi người ơi. Thơm ngon. Cơm ngon quá mọi người. Thơm. Thơm ngon. Rồi. Rồi gà chín rồi, giờ mình lấy gà ra. Để cho nó nguội rồi cắt. Rồi. Con gà đã chín. Gà to ơi to luôn. Cái nồi nước dùng này thì mình cho chút xíu bột nêm. Nãy mình đầu tiên mình cho xíu bột nêm, mà bây giờ mình cho xíu bột nêm nữa cho nó có hơi vị chút xíu thôi. Rồi mình bỏ hành vô, mình bỏ tiêu rồi ăn kèm với cơm đó mọi người, rất là ngon luôn. Nước này người Bắc gọi là nước sút. Này tí nữa mình bỏ hành lá vô, mình bỏ tiêu vô là ăn kèm với cơm. Rồi. Xong. Tiếng rưỡi nấu từ A tới Z luôn, nên giờ bắt đầu mới được ăn. 9 giờ tối rồi đó mọi người. Giờ Dung ăn thử coi cái Dung làm cơm gà coi có ngon không nha. Đầu tiên thử cơm. Béo, dẻo, thơm. Còn cái này là dưa, Dung làm dưa dạng như là muối sổi ăn liền á. Mình ngâm 1 tiếng rưỡi thôi là ăn được. Nó gồm có hành tím nè, rau răm nè, cà rốt nè, giấm nè, đường nè, chút xíu nước mắm. Rất là thơm luôn á mọi người. Nước mắm nè. Nước mắm rất là kẹo. Nước mắm kẹo đó. Nước mắm là có gừng Dung bào ra, rồi tỏi, rồi ớt. Gà. Cái cánh gà.
rau này đó là Dung chế thêm và ăn cho đỡ ngán. Còn này nước nè, nước này là nước luộc gà. Dung nêm sơ với bột nêm á, chỉ có bột nêm thôi, rồi hành lá, rồi rau răm, đơn giản thôi, rồi tiêu, ngon lắm. Nhớ bỏ rau răm vô nữa nha mọi người. Mình rất là thích cái nước này. Ngon. Mọi người cứ thỉnh thoảng bỏ ít thời gian ra nấu cho gia đình, để cho gia đình ăn gần gũi nhau, cho nó xung vầy, cho nó vui vẻ. Giờ Dung kết thúc video ở tại đây để Dung cùng ăn với mọi người trong gia đình nha mọi người. Bye bye, xin chào, xin cảm ơn mọi người.